Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ test và giới thiệu các bác bộ dàn Kenwood 5G. Đây là một trong bộ dàn đời cao của hãng 5G nhé. Và dàn này rất là lớn các bác nhé. Bộ dàn này nó có cái chiều rộng khoảng hơn 1 mét nhé. Chiều cao khoảng gần 60 các bác nhé. Rất là to luôn. Cái bát này là bát 27 nhé. Đây là bát 27 thì nó là to nhất rồi. Trong những dòng tầm phân khúc tiền như dòng này thì bác nào chơi qua rồi biết dòng này thì không có đối thủ nhé. Riêng về chất âm hay Kenwood thì các bác muốn mà cái dòng chất âm hay, nghe nhạc hay ấy, mà sắc sảo chi tiết ấy, thì dòng 5G và 7G nó hay nhé. Còn dòng A thì nó là thiên về bạo lực hơn bát lực. Cái dòng này thì rất là hay đúng không nhá, tiếng sắc sảo. Còn so về các dòng khác tầm tiền này thì cũng khó lắm, khó dòng nào hay hơn nó. Bởi vì Kenwood thì về máy dàn đại thì nó là hay nhất rồi. Kể cả Sony đó nhá, Sony nó chỉ được cái to thôi, chưa chắc đã tiếng nó hay. Rồi bộ dàn này thì nó thiết kế một cái loa một cặp loa có bát 27 màng carbon mũi trái khế, có xẻ trái khế nhá, viền vải này, bát 27 nhá. Bộ dàn này là hàng đấu giá về còn rất đẹp nhá. Cục nó thì là năm thớt này rời nhá. CD rời độc lập này. Cái tuner cũng độc lập này, rồi cái equalizer này rời hết nhá. Âm ly này có chỉnh bát chép như âm ly bình thường, và đặc biệt con dòng này thì nó có tới hai cổng quang để các bác làm đát. Đấy, tất cả những cái CD xuống là bằng đát nhé. Hiện tại đang cắm trực tiếp từ sim bát mini xuống này qua cổng DAC. Nó rất là hay các bác nhá. Nếu mà dòng các bác cắm vào điện thoại bằng cái cổng 3.5 á, nó chỉ được khoảng 75-80% thôi. Còn nếu qua DAC thì nó sẽ hay 100% các bác nhá. Một bộ dàn xứng đáng vừa nghe nhạc vừa có thể trưng bày đẹp nhé. Các bác nào ở nhà có bộ này thì đúng đẳng cấp luôn. Nó to rất đồ sộ nhé. Quay loa phía sau các coi này. Hàng đấu giá về rất đẹp nhé. Lưới liếc đầy đủ luôn. Lưới không bị rách lưới gì hết nhé. Đây các bác coi này. Nó còn nét nẹt như vậy ạ. Đó. Cực kỳ nét luôn. Đây. Đây nó hai cổng quang nhá các bác nhá. Đây hai cổng quang từ smart tv xuống và dưới này là smart tv vào đây. Và đây cổng CD vào nhá. Đây âm ly equalizer thì nó kết nối bằng cái này độc lập hết nhá, bởi vì nó kết nối bằng dây này dây xịn luôn nhá, tất cả dây xịn hết nhá các bác nhá. Em cho các bác dây xịn hết. Đó. Loa phía này này các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó. Bên này giờ là đó, mình nhìn thấy nét không? Trước đây nó cũng bán vài bộ như này rồi nhưng mà nó không được đẹp như bộ này đâu. Bộ này đẹp lắm nhá. Đấy bụi thôi. Bộ này rất là đẹp. Và giá thì em cũng bán bằng mấy cái bộ trước thôi. Bác nào có nhu cầu mua bộ này thì tuyệt vời luôn. Rất là nét luôn. Chạy full chức năng hết các bác nhá. Đấy CD hiện đang đọc này, em chuyển qua chế độ CD bấm vào đây. Đấy. Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa. Đó. Bao CD, cái dòng này thì ít khi bị CD bị vấn đề gì lắm, rất là hay luôn. Nhưng mà đấy CD thường nó có tiếng hay bị đánh bản quyền. Dàn Kenwood 5G bát 27 rất to luôn các bác nhá, to cao khủng bố luôn. Chạy CD tốt này, giải mã, có equalizer chỉnh rất là hay. Hầm hố nghe nhạc bao hay các bác nhá.
giá bên em đang bán với giá 8,5 triệu. Các bác cứ lấy cái model đó check trên các shop khác bán nhá, em bao lúc nào bên em rẻ hơn bên ngoài khoảng 2-3 triệu đấy. Vào thời điểm hiện tại chưa nói đến là cái bộ dàn này của em rất là đẹp luôn đúng không nhá. Đấy, có nhìn này, loa lên các thứ đấy, 8,5 triệu cho bộ dàn này các bác nhá. Ở bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, còn chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc các bác nhá. Thì cọc thì bên em bộ này thì phải cọc em 2 triệu mới đi được hàng nhé. Đấy em nói rõ luôn các bác, để các bác nào có nhu cầu mua thật sự thì hãy alo cho em. Đấy, phải có cọc em mới đi hàng được. Nếu bác nào gần đây qua coi lấy về thì em sẽ bớt tiền ship cho nhé các bác nhá. Nếu các bác là gần. Còn ở xa thì em sẽ đóng hàng ship đàng hoàng cho các bác nhé. Bao các bác là cọc hoặc không cọc nhé, kể cả các bác là chuyển khoản hết nhé, thì em vẫn bao hàng đến chạy chuẩn chỉ như em đã giới thiệu. Đó. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em, bên số điện thoại của em là 0985543279, cũng là số Zalo luôn. Rồi, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Tất cả các bác cứ nghiên cứu đi nhá, cứ lấy tên model đó check đấy, về tham khảo về giá, tham khảo về nhiều shop họ có thể những bài phân tích khác nữa đấy, các bác cảm thấy ok thì các bác mua. Thực tế bây giờ nó có 8 triệu mấy, từ hơn 1 chỉ vàng thôi. Trước đây các bác mua bộ dàn này gần như không có luôn các bác nhá. Bộ dàn mà bé bé xíu xíu đã cây vàng rồi. Bộ này thời điểm trước thì không bao giờ có. Bây giờ nó quá rẻ, quá đẹp luôn nha các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em. Rồi, em ship toàn quốc các bác nhá. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, các bác nào đến nhà mua thì em sẽ bớt giá tiền ship cho nhá. Còn ở xa thì em ship. Rồi cảm ơn tất cả các bác.